Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, câu chuyện về quản trị doanh nghiệp và quan hệ cổ đông luôn là đề tài được nhắc đến nhiều trên thị trường tài chính chứng khoán Việt Nam. Có những doanh nghiệp niêm yết đã và đang chủ động trong công tác IR, nhưng cũng còn nhiều doanh nghiệp thờ ơ với cổ đông. Vậy tại sao lại tồn tại tình trạng này? IR như thế nào cho hiệu quả? Chuyên đề chứng khoán cuối tuần này với chủ đề quản trị doanh nghiệp gắn liền với quan hệ cổ đông sẽ cùng tìm câu trả lời cho vấn đề này. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện IR tại một doanh nghiệp chuẩn bị lên niêm yết trên sàn chứng khoán để xem cách họ làm đã phổ biến tại doanh nghiệp hiện nay hay chưa và cách họ làm đã thỏa mãn cổ đông của họ hay chưa. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn. Bên cạnh những roadshow tiền tỷ, đôi khi những sự kiện quan hệ cổ đông IR thông thường cũng có thể mang lại nhiều hiệu quả nếu doanh nghiệp biết chủ động trong việc sáng tạo và tạo dấu ấn riêng cho mình. Sự kiện gặp gỡ đối thoại với nhà đầu tư, Analyst Meeting trước thềm niêm yết của Hải Phát Invest HPX mới đây là một ví dụ điển hình. Có cả những người đã và chưa từng nắm giữ cổ phiếu của đơn vị này đến tham dự. Họ đến tham dự sự kiện không chỉ muốn tìm hiểu về kế hoạch niêm yết của HPX, mà còn muốn xem và đánh giá cách thức đối thoại mở trong công tác IR của một doanh nghiệp đại chúng sắp lên sàn. Và trong thời gian tới, Hải Phát cũng sẽ làm cái công việc truyền thông như vậy. Với việc công bố thông tin theo luật chứng khoán hay là quan hệ cổ đông, cái việc thứ hai quan hệ nhà đầu tư Hải Phát vẫn như vậy. Và hy vọng là những cái gì mà Hải Phát đang làm và đang nói thì sẽ thực hiện được về cái việc IR với mọi người. Không chỉ đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư, họ còn chủ động dẫn các nhà đầu tư đi mục sở thị các dự án bất động sản đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện để kiểm chứng chất lượng dự án cũng như tiến độ triển khai dự án. Điều này ít thấy tại các doanh nghiệp niêm yết hiện nay. Theo thực tế, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ đông thường chỉ được gặp ban lãnh đạo doanh nghiệp mỗi một lần trong kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên, còn muốn đến thăm cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một điều xa xỉ. Đó là thực tế quan hệ nhà đầu tư hiện nay tại các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Đầu tư vào doanh nghiệp nhưng có khi chưa đến doanh nghiệp lần nào, muốn được cung cấp thông tin nhưng rất khó để liên lạc trực tiếp với ban lãnh đạo doanh nghiệp. Tôi nghĩ là khá xa xỉ để chúng ta thấy có được mời đến các cuộc họp ngoài cuộc họp đại hội đồng cổ đông để bàn về hay là cung cấp thông tin về các vấn đề cũng như là thảo luận chuyên gia hay truyền thông báo chí. Thì theo tôi là khi mà tôi liệt kê các cái cách thức mà các kinh nghiệm quốc thực tiễn tốt của các công ty ở xung quanh ta nó đang thực hiện, thì tôi chiếu lại ở Việt Nam thì tôi thấy đúng là chúng ta cũng đang ở giai đoạn thức tỉnh thật. Ngoài ra, với những cổ đông ở xa doanh nghiệp, đến kỳ đại hội đồng cổ đông nhiều khi cũng ngại không đến dự. Và như vậy, vô hình chung sẽ khó tiếp cận được đầy đủ thông tin của doanh nghiệp. Đại hội cổ đông nếu gọi là chúng ta làm đúng công tác, mời đúng nhà đầu tư đi đủ, thì tôi nghĩ chắc là ở Việt Nam không có chỗ nào để nhà đầu tư đi đủ với những công ty như Sacombank khoảng 50.000 cổ đông. Sân vận động Hàng Đẫy của chúng ta thì cũng Mỹ Đình cũng chỉ được khoảng 40.000. Đấy, thưa các anh chị là có lẽ phải tràn hết cả xuống. Thế nên là nó đặt ra một cái vấn đề là rõ ràng là như vậy chúng ta phải có những cái ứng dụng về công nghệ. IR tốt thể hiện ở việc không chỉ công bố thông tin đầy đủ, minh bạch hay tổ chức các kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mà còn thể hiện ở việc tương tác cùng các nhà đầu tư và thị trường chứng khoán một cách chủ động, cầu thị và có tính sáng tạo, từ đó giúp nhà đầu tư hiểu được giá trị của doanh nghiệp mình, truyền tải những thông điệp quan trọng, hỗ trợ cho công tác niêm yết và cả huy động vốn sau này. Thưa quý vị, thực tế trên thị trường chứng khoán hiện nay chúng ta có thể thấy rằng hoạt động quản trị doanh nghiệp nói chung, quan hệ cổ đông nói riêng vẫn chưa được thực hiện đồng bộ trên tất cả các doanh nghiệp niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng này? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Khung quản trị công ty ở Việt Nam được đánh giá là phù hợp với các yêu cầu và nguyên tắc quản trị phổ biến được thừa nhận trên thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hoạt động quản trị doanh nghiệp nói chung và quan hệ nhà đầu tư nói riêng tại Việt Nam dù đã cải thiện đáng kể so với trước đây, nhưng vẫn còn nhiều điểm hạn chế, yếu kém khi so sánh với các quốc gia trong khu vực và đặc biệt là không diễn ra đồng bộ tại tất cả các doanh nghiệp. Dựa vào cái báo cáo mà cái đánh giá của Agent Scorecard mà của hiện tại đã được thực hiện tại Việt Nam, thì thực tế là cái trình độ quản trị công ty của Việt Nam so với cả gọi là các nước ở khối ASEAN ấy, thì nó có sự chênh lệch tương đối lớn. Ví dụ Việt Nam chỉ đạt được ở cái trình độ, nếu mà chúng ta đo lường nó khoảng độ ở cấp độ là khoảng 30% so với cả cái thang điểm chuẩn. Và cũng một tin cũng không phải là vui lắm, tại vì Việt Nam vẫn là đứng xếp hạng cuối cùng trong nhóm các cái nền kinh tế của ASEAN liên quan đến quản trị công ty mà dựa theo cái bảng điểm chấm. Nên bảng điểm chấm dựa trên cái mẫu mà
có cái doanh nghiệp niêm yết và có thông tin đầy đủ để có thể đánh giá được. Theo quan sát của tôi thì có ít nhất độ khoảng 50 doanh nghiệp là đã chủ động là thiết kế rồi là làm nội dung và xuất bản định kỳ cái bản tin quan hệ nhà đầu tư. Thì đấy là một cái mà chủ động hơn từ phía doanh nghiệp khi mà cung cấp thông tin đối với cộng đồng nhà đầu tư. Tuy nhiên thì bộ phận đông doanh nghiệp còn lại thì cũng vẫn có những cái tình trạng là báo cáo tài chính thì đặt cũng chưa được chính xác, hoặc là cố tình xử lý cái số liệu tình hình kinh doanh của doanh nghiệp do nhiều cái mục đích khác nhau, rồi là thậm chí là bưng bít thông tin hoặc là cung cấp cái thông tin nó có thể là tích cực nhưng mà là sai lệch so với cái hoạt động của doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp là xương sống giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, còn quan hệ nhà đầu tư là cầu nối giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư. Các chuyên gia cho rằng chính vì chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp nên nhiều doanh nghiệp đã bỏ qua phát triển các hoạt động cốt lõi này. Bản thân doanh nghiệp Việt Nam mà chưa chú trọng tập trung vào cái việc nâng cao cái năng lực quản trị. Với bản thân doanh nghiệp thì cũng cần phải ý thức được là muốn doanh nghiệp phát triển thực sự là bền vững thì cần phải nâng cao cái năng lực quản trị. Ở thời điểm hiện tại, công tác IR hay còn gọi là quan hệ nhà đầu tư còn khá lỏng lẻo. Nguyên nhân được các chuyên gia đưa ra là bởi cơ cấu hội đồng quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Việt Nam còn chưa đúng chuẩn. Quyền lực bị tập trung chủ yếu trong tay của các nhà đầu tư sở hữu cổ phần lớn, chứ không chia đều ra các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Điều này khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ tại các doanh nghiệp gần như không có tiếng nói. Cái quyền lợi của các cổ đông, đặc biệt cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số vẫn còn khá là hạn chế. Bởi vì là cổ đông chi phối ở Việt Nam chúng ta nắm rất lớn. Chẳng hạn như là có những doanh nghiệp cổ đông nhà nước vẫn chiếm đến 70-75%, thậm chí là gần đến 100%. Thì rõ ràng là cái vai trò của cổ đông thiểu số nó sẽ hết sức mờ nhạt trong những cái doanh nghiệp như vậy. Bên cạnh đó, mặc dù đã có một số quy định liên quan đến quản trị doanh nghiệp và hoạt động quan hệ nhà đầu tư, nhưng các quy định liên quan, các bộ tiêu chí chuẩn mực vẫn chưa được rõ ràng, khiến cho các doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng đến các hoạt động này. Về mặt quy định, chúng ta chưa có những cái quy định chặt chẽ hơn về các cái tiêu chuẩn để nâng cao cái tính minh bạch. Cái cơ quan chính sách và quản lý thì họ cần phải có những cái hình thức và khuyến khích cũng như là cưỡng chế nâng cao cái năng lực quản trị của doanh nghiệp. Có thể thấy, dù thị trường chứng khoán Việt Nam có tuổi đời còn khá trẻ so với các thị trường chứng khoán khác trên thế giới, nhưng nếu các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể nhận ra những khuyết điểm, từ đó chủ động chuyển mình theo hướng tích cực hơn, thì chắc chắn các doanh nghiệp sẽ hấp dẫn hơn trong con mắt của giới đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Vậy làm thế nào để kéo gần khoảng cách giữa doanh nghiệp và cổ đông? Làm thế nào để quản trị tốt và hướng tới các thông lệ quốc tế? Những giải pháp đề xuất của các thành viên trên thị trường là gì? Mời quý vị cùng theo dõi phần ghi nhận sau của chúng tôi. Đối với các cái tổ chức phát hành thì rõ ràng chúng ta nhận thấy là nếu mà có các cái dịch vụ bỏ phiếu điện tử này thì nhà đầu tư ấy, họ có thể là không cần trực tiếp phải đến đại hội cổ đông nhưng vẫn được tính vào cái số phiếu có quyền biểu quyết, tức là cái đại khả năng cao, tăng cái khả năng cao cái thành công của đại hội. Mà một cái vấn đề mà như chị biết là các tổ chức phát hành khi mà trao đổi với chúng tôi, một cái phản ánh của họ là trước đây chúng ta thường có cái quy định là tỷ lệ 65% hay 51% thì đại hội được thông qua, đúng không ạ, thì đại hội được tổ chức. Thì có những cái trường hợp mà số lượng cổ phiếu cổ đông tham dự đại hội không đủ để cái tỷ lệ mà đại hội được tổ chức thì cái bỏ phiếu điện tử này nó cũng sẽ giúp. Đó là nó phải có một cái môi trường để tạo ra những cái tổ chức trung gian, ta tạm gọi là các cái tổ chức watchdog, gọi là những cái tổ chức mà theo dõi, giám sát, đánh giá về quản trị doanh nghiệp. Ví dụ như ở Malaysia nó có những cái hiệp hội hay là có những cái công ty ta tạm gọi là bảo vệ cổ đông nhỏ. Thì đó là những cái đơn vị và hoặc là có những cái tổ chức chuyên đào tạo về quản trị doanh nghiệp cũng như là thực hiện những cái hoạt động mà nhằm bảo vệ cái lợi ích của cổ đông. Thì những cái tổ chức trung gian như vậy nó sẽ là, một là nó sẽ tạo ra sức ép cho các công ty quản trị tốt, thứ hai nó cũng thực hiện các hoạt động để bảo vệ tốt hơn cái lợi ích cổ đông, và như vậy thì nó đòi hỏi cái công ty có những cái quan hệ và đối xử tốt hơn. Thế thì tôi cho rằng là ở Việt Nam thì để thúc đẩy vấn đề này thì cái sự can thiệp của nhà nước thông qua luật pháp thì theo tôi hiện nay ở cái mức độ theo tôi là có thể chấp nhận được với luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định có liên quan. Cổ đông nước ngoài cũng như là cổ đông trong nước nói chung thì những cái mối quan hệ này thì thứ nhất là phải doanh nghiệp phải xây dựng để phải duy trì một quan hệ thường xuyên, phải có một cái chiến lược trong quan hệ cổ đông
để từ đó xây dựng một kế hoạch làm thế nào để các cái mối quan hệ này nó được duy trì thường xuyên định kỳ, chứ nó không phải là những cái mối quan hệ theo vụ việc hay là theo sự việc. Khi đã xây dựng được một cái mối quan hệ như vậy thì chính là tạo được cái niềm tin đối với cổ đông, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay khi mà cách mạng công nghệ 4.0 đã phát triển, thì việc sử dụng các cái công nghệ để mà tạo ra một cái kênh kết nối thường xuyên liên tục giữa các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nước ngoài đối với doanh nghiệp trong nước, thì cũng là tạo ra một cái nền tảng cơ sở vững chắc trong cái công tác quan hệ cổ đông của các doanh nghiệp. Từ đó thì sẽ thấy rằng là các cái lợi ích mang lại từ mối quan hệ này, nhà đầu tư sẽ nắm được thông tin của doanh nghiệp tốt hơn, họ có niềm tin vào doanh nghiệp và họ cảm thấy là họ yên tâm khi mà họ tham gia đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Thì như vậy, chính như vậy thì quay ngược trở lại sẽ giúp cho doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong các cái công tác phát triển sản xuất kinh doanh cũng như là công tác huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh sau này. Theo xu hướng quốc tế thì các nhà đầu tư họ dần dần họ sẽ quan tâm về mấy cái vấn đề phi tài chính theo cái định hướng phát triển bền vững, làm thế nào phát triển cái doanh nghiệp của mình về cái mặt phát triển kinh tế, nhưng mà đồng thời giảm tối thiểu cái tác động của mình so với môi trường và có trách nhiệm so với xã hội, cân bằng ba cái quy tố đó, và họ yêu cầu có mấy cái chia sẻ về cái định hướng phát triển bền vững như vậy để họ sẵn sàng đầu tư, nhất là nếu mình đầu tư mấy cái công nghệ mới, công nghệ sạch. Để có một cái nhìn khách quan hơn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Eric Mance, chuyên gia tài chính thuộc Đại học Hawaii của Mỹ, về tầm quan trọng của mối quan hệ cổ đông hay công tác IR trong hoạt động của doanh nghiệp, cũng như chia sẻ của ông về một số kinh nghiệm quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho kênh truyền hình VTV. Thưa ông, xin ông cho biết tầm quan trọng của công tác IR hay còn gọi là quan hệ cổ đông đối với các doanh nghiệp. Quan hệ cổ đông đối với các doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, bởi đây là kênh quan trọng để doanh nghiệp cung cấp thông tin cho khách hàng. Quan hệ cổ đông có chức năng rất lớn, nhất là trong mối quan hệ, sự giao tiếp giữa công ty đại chúng và thị trường đầu tư. Cách doanh nghiệp giao tiếp, cách doanh nghiệp đưa thông tin đến cho nhà đầu tư được tiến hành như thế nào chính là kênh để nhà đầu tư hiểu về hoạt động của doanh nghiệp. Phương pháp để giúp cho cổ phiếu của doanh nghiệp có được định giá tốt chính là thúc đẩy hoạt động quan hệ cổ đông. Hoạt động IR giúp nhà đầu tư hiểu về doanh nghiệp, thấy được tiềm năng của doanh nghiệp, từ đó đầu tư vào doanh nghiệp. Có thể nói công tác IR có chức năng thực sự quan trọng. Vậy làm thế nào để các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể đẩy mạnh được công tác quan hệ cổ đông ạ? Tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp tại Việt Nam để phát triển hoạt động IR, các doanh nghiệp cần thuê nhân sự có chất lượng cao, người có đủ khả năng để đảm nhiệm vị trí này. Vị trí này yêu cầu người có kiến thức về tài chính, ngôn ngữ kinh doanh và quan trọng nhất là phải có kỹ năng về marketing. Nhân sự có hội tụ đủ cả ba nhân tố đó sẽ là người có thể giúp cho hoạt động quan hệ nhà đầu tư của doanh nghiệp phát triển. Câu hỏi cuối cùng đó là làm thế nào để hoạt động quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Việt Nam thực sự phát huy hiệu quả? Theo tôi được biết, trong 6 thành viên ASEAN được đánh giá trong thẻ điểm quản trị công ty, bao gồm Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam liên tục phải đứng chót về đánh giá năng lực quản trị công ty trong nhiều năm. Tuy có tiến bộ qua từng năm, nhưng điểm số quản trị công ty của Việt Nam thường ở mức rất thấp, có khoảng cách lớn so với các nước còn lại. Điều này sẽ dẫn đến hệ quả là sự phát triển của doanh nghiệp trở nên thiếu bền vững, dễ bị tổn thương trước những rủi ro trên thương trường. Đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ không được đánh giá cao trên bản đồ đầu tư của khu vực và thế giới. Nguyên nhân có thể xuất phát từ chính doanh nghiệp khi doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp. Do đó, tôi cho rằng chúng ta cần tiếp tục giáo dục tuyên truyền để thay đổi chính nhận thức từ phía doanh nghiệp. Còn trên khía cạnh các cơ quan quản lý, họ cần đưa ra những quy định cụ thể hơn, có những cơ chế rõ ràng hơn để công tác quản trị mô hình trong các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể đi theo mô hình quản trị quốc tế. Có như vậy, các doanh nghiệp tại Việt Nam mới được các nhà đầu tư nước ngoài nhìn nhận và đánh giá đúng năng lực, tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.